đổi biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù dân đời ta thịnh hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao thank you.
tôi gọi mãi sao đồng đội không thương, mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ hét, mà cứ thằng hàng thầm hết giặc rồi sao không dậy mà vui. Oh,
Hà Giang quê chúng tôi. Các vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại tăng tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa mà đi theo buồn hàng về điện biên vui chợ biên mỗi đêm sao cây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Kiệt về nơi cũng tiếng trẻ thơ cây cầu thanh niên cho chúng ta hẹn hò. Hà Giang em yêu ơi,
Thank you.
nhiệt tình của quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dành cho câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc lễ kỷ niệm hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ chiến sĩ ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái, trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết lần thứ 19 đảng bộ tỉnh Yên Bái, đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu cựu chiến binh toàn quốc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 và đón chào mùa xuân mới Quý Mão 2023. Đặc biệt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay, ban liên lạc Hội Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 39 năm ngày nhập ngũ, 10 năm ra mắt ban liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái. Đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của ban liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động ban liên lạc trong thời gian tới. Và cũng là dịp giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái với các thế hệ cán bộ chiến sĩ câu lạc bộ, các ban liên lạc, cựu chiến binh, các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh Yên Bái đã một thời chung một chiến hào tại mặt trận Vị Xuyên. Về chung vui và động viên cán bộ chiến sĩ ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái chúng ta hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng chào mừng và giới thiệu các quý vị đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Xuân Trung, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc, đồng chí Đặng Việt Châu, phó ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc và các đồng chí trong đoàn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Trung Thái, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 35, chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu ban liên lạc Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Đức Vừa, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Vĩnh Phúc, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại Hiệu Quản, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng chí trong đoàn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Phú Thọ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Xuân Trung, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Tuyên Quang.
đang sóng tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Việt Châu, trưởng đoàn. Đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn, cựu chiến binh sư đoàn 325, đoàn đại biểu cựu chiến binh sư đoàn 32, đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 huyện Phúc Thọ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quân Sinh Thanh, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 huyện Phúc Thọ. Đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phúc Thọ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Lưu, trưởng ban liên lạc. Đoàn đại biểu cựu chiến binh sư đoàn 356 huyện Thanh Sơn, Phúc Thọ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Quang Minh, trưởng ban liên lạc. Đoàn đại biểu nhóm Quốc Kỳ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, trưởng nhóm. Đại biểu nhóm cơ chiến Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, trưởng nhóm. Đại biểu tập đoàn Ngọc Diệp Hà Nội và đoàn cựu chiến binh sư đoàn 32, người được ủy quyền. Xin trân trọng đồng chí Nguyễn Đức Lượng. Gia đình liệt sĩ Đặng Văn Trung, đại đội 12, tiểu đội 3, trung đoàn 876, thành phố Hà Nội. Đại diện đại biểu các ban liên lạc, câu lạc bộ, các đơn vị trong tỉnh Yên Bái, xin trân trọng giới thiệu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 313 tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Phong Huấn. Ban liên lạc câu lạc bộ Tăng Thiết Giáp tỉnh Yên Bái. Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 567 tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, trưởng ban. Câu lạc bộ thanh niên cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Câu lạc bộ thanh niên cựu chiến binh thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Văn Lập. Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 652-002, đồng chí Trịnh Xuân Hùng. Về dự và tham lưu buổi gặp mặt hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có báo đài trung ương và địa phương cũng tới dự đưa tin, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt sự hiện diện của mẹ nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hùng, đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 876, mẹ nghệ sĩ Lê Nam Hòa, đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 149, vợ nghệ sĩ Án Công Thức, đại đội 17, trung đoàn 153, vợ nghệ sĩ Nguyễn Văn Thành, đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 876, và 150 đồng chí cán bộ chiến sĩ ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái và các công nhân không có mặt đầy đủ trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin giới thiệu là đoàn hội Diệp Hạ Hà Nội, bản chính lê, xin chúc mừng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các quý, thưa toàn thể các đồng chí, hoạt động của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái từ khi thành lập luôn nhận được sự động viên, khích lệ của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc, hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, ban liên lạc hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái, các ban liên lạc các hội cựu chiến binh sư đoàn 356 các tỉnh bạn như Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và các huyện bạn, đơn vị bạn trong toàn tỉnh Yên Bái, các đơn vị trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay rất vinh dự trong buổi gặp mặt của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái. Tuy bận nhiều công việc, đường xá xa xôi, song với tình cảm của các đồng chí trong ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc, hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, các ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 các huyện và các nhóm hội đã về dự và động viên chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng và kính mời đại biểu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc lên tặng hoa chúc mừng.
các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 356 cả nước. Hôm nay ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị kỷ niệm 34 năm ngày đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược giải phóng vùng đất biên cương của Tổ quốc, 39 năm ngày nhập ngũ của các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 356, 10 năm kỷ niệm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh Yên Bái ngày 6 tháng 3 năm 1984 nhằm ôn lại kỷ niệm công cuộc đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược, giành lại vùng đất biên cương Hà Giang của Tổ quốc, được sự quan tâm của các đồng chí đại biểu thay mặt các cơ quan đoàn thể của tỉnh Yên Bái, cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc về dự đông đủ. Đây là niềm vinh dự cho ban liên lạc và các cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động các ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc trong phạm vi các khoa đã bổ sung cho các hoạt động của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 cả nước ngày càng phong phú và có hiệu quả. Thay mặt ban liên lạc 356 sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt động viên của các đại biểu, thay mặt các cơ quan đoàn thể của tỉnh Yên Bái, thay mặt các ban liên lạc cựu chiến binh về trước, gần 1.000 con em các dân tộc tỉnh Yên Bái tuổi đời 18-20 lúc lên đường nhập ngũ, đại đa số bổ sung về sư đoàn 356 đóng quân tại Bảo Thắng là ai chưa đầy 2 tháng tiến biệt chiến sự Vĩnh Xuyên nổ ra 1984 tại sư đoàn cơ động chi viện cho mặt trận Vĩnh Xuyên trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 84 và tiếp đến các trận đánh tiếp theo. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 356 nói chung và 356 của tỉnh Yên Bái nói riêng, chiến sĩ nhập ngũ tháng 3 năm 84 nói riêng chiến đấu rất dũng cảm, không sợ hy sinh vì sự bình yên của đất Vĩnh Xuyên. 5 năm chiến đấu tại mặt trận Vĩnh Xuyên, tỉnh Yên Bái đã mất đi 81 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 356, trong đó lớp chiến sĩ tháng 3 năm 84 ở lại mảnh đất Vĩnh Xuyên thì là 74 người. Cuối năm 89, chiến tranh chấm dứt, trên mặt trận Vĩnh Xuyên hòa bình được lập lại, lớp lớp cán bộ chiến sĩ đã nhờ quân ngũ, một số cán bộ chiến sĩ được chuyển sang công tác các cơ quan dân sự, đại đa số số còn lại về quê hương với đời thường, lao động sản xuất, tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương. Anh em cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái suy nghĩ mình cần phải làm gì để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Vĩnh Xuyên và động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hội đồng ngũ cựu chiến binh tháng 3 năm 1984 của sư đoàn 356 Yên Bái được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 2000 trên cơ sở lấy ngày nhập ngũ là ngày 6 tháng 3. Tổng số liên lúc đầu thành lập có hơn chục đồng chí, cho tới nay đã có gần 200 đồng chí. Hàng năm vào ngày 10 tháng 7, ban liên lạc cựu chiến binh tỉnh Yên Bái họp bàn kế hoạch để kế hoạch đi thăm viếng thắp hương nghĩa trang liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Vĩnh Xuyên, hành trình thăm viếng thắp hương cho các đồng chí anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vĩnh Xuyên vào ngày 12 tháng 7 hàng năm. Bước đầu anh em đi viếng bằng phương tiện xe máy dòng cá gần 10 năm trời, mỗi năm tổ chức 2 lần vào ngày đó người đấu trận 12 tháng 7 và ngày 26 tháng 12 dương lịch là ngày thành lập sư đoàn. Lúc đầu số cựu chiến binh tham gia còn ít, những năm về sau càng ngày càng đông lên như ngày nay.
tháng 6 năm 2012, tình hình hành trình đầu tiên là đi tìm liệt sĩ, là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 876 Nguyễn Hữu Thanh theo nguyện vọng của gia đình đã thành công đưa anh về nghĩa trang liệt sĩ bản Bái Châu, tỉnh Quảng Bình. Từ đây cử trung đi trung đoàn 356 Yên Bái mở ra một chương mới, đó là ngày 6 tháng 3 năm 13 thành lập ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 356 tỉnh Yên Bái. Ban liên lạc gồm các cựu chiến binh trong đã từng sống chiến đấu tại trung đoàn với nhiều năm nhập ngũ khác nhau, và từ đây ý tưởng xây dựng một đài hương cho các anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 468 đã được khai nghén. Còn nhớ hàng năm, hàng chục năm trước vào dịp 12 tháng 7, vào ngày 12 tháng 7 năm 2012, đi lên thắp hương cho anh hùng liệt sĩ hy sinh tại cao điểm 685 772 thôn Ngọc Ngạn, xã Thanh Thủy, Kỳ Xuyên. Khi lên thắp hương thì đứng tại yên ngựa của điểm cao 468 đường vào thôn Ngọc Ngạn. Thắp hương bái bộ rồi cắm hương xuống bái cỏ yên ngựa 468 Ngọc Ngạn. Và rồi ngày 1 tháng 9 năm 2013 tại thành phố Yên Bái, ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 356 tỉnh Yên Bái họp phiên mở rộng, mời các bạn các tỉnh như Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nội và một số tỉnh khác đề xuất ý tưởng xây dựng đài hương 468. Và chỉ chưa đầy 3 tháng sau, với sự cố gắng không mệt mỏi của các cựu chiến binh trung đoàn 356 Yên Bái, Hà Giang, đài hương đã được khánh thành vào ngày 23 tháng 11 năm 2013. Từ đó, việc thăm viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài hương 468 đã được thực hiện và không ngừng tổ chức các công tác tuyên truyền đài hương 468. Chúng tôi đã khởi xướng quyên góp ủng hộ với tổng số gần 700 triệu đồng. Hội đã tổ chức cho hội viên đi thăm quê bác, thăm mộ bà Hoàng Thị Loan, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm khu di tích lịch sử Quảng Trị, cầu Hiền Lương, ngã ba Đồng Lộc. Gần đây nhất năm 2020 tổ chức đi thăm quận cờ Lũng Cú và năm huyện phía Bắc của tỉnh Hà Giang. Năm 2022, hội quyên góp ủng hộ 17 triệu đồng và cùng gia đình liệt sĩ Lê Nam Hòa đưa liệt sĩ từ nghĩa trang Kỳ Xuyên về xã Nga Quán cùng gia đình truy điệu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện Trấn Yên. Trong những năm về phương hướng nhiệm vụ, trong những năm tiếp sau, ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 356 Yên Bái tiếp tục rà soát giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ nhiều hơn nữa trong đời sống. Cuối cùng, thay mặt ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 356 Yên Bái, tôi xin gửi lời kính chúc các đại biểu cùng toàn thể hội viên của trung đoàn 356 toàn quốc luôn được mạnh khỏe, chúc gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh, kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, thay mặt ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356, tôi xin gửi lời chúc, lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh, các cựu chiến binh của sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái và các đồng chí các bạn có mặt trong buổi gặp mặt truyền thống hôm nay. Chúc buổi gặp mặt và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa xem một cái phóng sự và được nghe đồng chí Hoàng Đình Năng báo cáo cái hoạt động của ban liên lạc sư đoàn 356 toàn tỉnh Yên Bái.
thì chúng ta đã biết các hoạt động của Ban Liên lạc vệ của các đồng chí. Tôi chỉ nói ngắn thôi, có mấy cái là các đồng chí làm như là đi đầu trong các cái công việc. Thứ nhất là các đồng chí là người cùng với Hà Nội là khởi nguồn xây cái đại hương 468, mà hiện nay là cả một khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468. Đấy, công chí khởi nguồn lên. Thứ hai là Ban Liên lạc của các công chí nếu mà thành lập từ năm 2013 là còn thành lập trước cả Ban Liên lạc sư đoàn. Ban Liên lạc sư đoàn là bắt đầu đến 2014 gặp mặt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chúng ta mới gọi là có Ban Liên lạc lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cam làm trưởng ban, và đến 2018 chúng ta mới kiện toàn được. Đấy là một cái các đồng chí là luôn luôn là đi đầu. Cái thứ ba là việc làm tình nghĩa. Việc làm tình nghĩa như các đồng chí làm hàng năm hoặc là các cái đợt vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ như Yên Bái là cũng được hai cái. Một cái là cùng Ban Liên lạc sư đoàn, và một cái các đồng chí tự quyên góp xây nhà cho các gia đình liệt sĩ. Thứ hai là tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ như là bên anh liệt sĩ Nguyễn Văn Linh, rồi tặng quà thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh trong hàng năm, rồi tổ chức đi sang Hà Giang, Vị Xuyên để tri ân các đồng đội, rồi tri ân đồng bào, và các đồng chí lại tặng quà thăm hỏi, tặng quà những cái gia đình, những địa phương, những nơi trường học ở bên đó là làm được rất nhiều việc. Thế các đồng chí là kê rồi, tôi không nói, tôi chỉ khái quát được như thế. Ví dụ và tri ân các anh hùng liệt sĩ là còn là kiến nghị đặt được ba cái đường tên ra mang ba anh hùng, trong đó có hai anh hùng của sư đoàn chúng ta. Rồi cùng với đội quy tập, các đồng chí thường xuyên, tôi nói đồng chí Kim là thường xuyên đồng chí sang bên đó, rồi các đồng chí là có thông tin thì giúp đỡ đội quy tập hoặc trực tiếp các đồng chí đi tìm kiếm quy tập liệt sĩ. Một trường hợp tiêu biểu là các đồng chí cùng với bên các đồng chí bên Hà Nội là đi tìm kiếm quy tập được. Ngày đó chúng ta chưa có đội quy tập đâu, quy tập được liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, với liệt sĩ mà hôm nay là có chị gái và anh rể, là một gia đình liệt sĩ nhưng mà cũng rất có tâm huyết với cái việc là đền ơn đáp nghĩa của chúng ta. Anh chị hôm nay cũng lên dự với các đồng chí, tôi cảm thấy là một cái tấm lòng rất là cao đẹp, nghĩa cử rất tốt. Những cái khái quát hoạt động vừa qua các đồng chí là thể hiện tình thương yêu đồng chí đồng đội. Thứ hai là trách nhiệm của mình đối với những cái đồng chí đã hy sinh, đối với những gia đình thương binh liệt sĩ, rồi đối với những đồng chí thương bệnh binh, chúng ta góp phần làm xoa dịu nỗi đau của các gia đình, các thân nhân liệt sĩ của các đồng chí. Đấy, những cái việc làm rất là cao cả và tình nghĩa, và chúng ta rất tự hào chúng ta là người cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 356. Vừa rồi chúng tôi tổ chức một cái lễ kỷ niệm 48 năm ở trên Lào Cai, cũng là một cái kỷ niệm rất là trang trọng và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái và các cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái, đa phần là những đồng chí còn rất trẻ, sẽ đi 84, 85, cán bộ thì ít thôi, nhưng mà lính các đồng chí rất trẻ. Các đồng chí chỉ có 3 tháng huấn luyện ở trên Hoàng Liên Sơn là sang đánh nhau, và cái lượng hy sinh của anh em Yên Bái cũng là rất lớn. Các đồng chí hy sinh khi tuổi chỉ 18-20. Đấy, tôi nói đây là tôi tổng hợp thấy là Yên Bái cái các đồng chí hy sinh ở tuổi rất còn trẻ. Hiện nay một số các đồng chí đã được quy tập ở nghĩa trang, một số thì đã được đưa về quê, nhưng còn phải nói rất nhiều đồng chí đang nằm đâu đó ở cái dãy 772 của chúng ta, cái nơi chúng ta thực chiến. Đấy, mà cái nỗi niềm này không những là nỗi đau của các gia đình thân nhân liệt sĩ mà nỗi đau của chúng ta. Cho nên là tôi thấy là các đồng chí chúng ta tiếp tục, hôm nay là buổi gặp mặt truyền thống và kỷ niệm ngày thành lập Ban Liên lạc cựu chiến binh 356 của Yên Bái. Tôi xin thay mặt Ban Liên lạc sư đoàn, cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc xin biểu dương những thành tích, những công việc, những hoạt động của các chí đã làm được trong 10 năm qua. Đấy, xin nhiệt liệt biểu dương các chí ạ. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đồng ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Trung, trưởng Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc. Tiếp theo chương trình,
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Việt Châu, Phó Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc phát biểu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí, Nguyễn Xuân Trung, các đồng chí trong Ban Liên lạc sư đoàn, các đồng chí Ban Liên lạc của các tỉnh và đồng chí đồng đội, bạn bè thân mến. Thưa các đồng chí, thế hệ chúng ta được sinh ra khi Tổ quốc có những cuộc chiến tranh ác liệt, tất nhiên và vinh dự được cầm súng đánh giặc, mà đặc biệt là đánh quân Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Vị Xuyên, biên giới tỉnh Hà Giang, được cống hiến một phần đời, một phần tuổi trẻ cho cuộc chiến tranh chúng ta ấy. Giờ đây tại Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang, những chứng tích của cuộc chiến vẫn còn. Đó là 1509, là 772, là 685, đặc biệt là đài hương 468 vẫn hiện diện tại biên giới Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Ngày ngày từng đoàn cựu chiến binh, từng đoàn cán bộ chiến sĩ các đơn vị mà hầu như cả nước đều có những bó hương, đều có những bó hoa dâng lên các anh linh, anh hùng liệt sĩ tại đài hương chúng ta. Ban Liên lạc sư đoàn cũng đã đăng ký cùng mặt trận làm bản đề nghị là công nhận ghi tích nền đài tưởng niệm anh hùng tại 468 là ghi tích quốc gia. Đấy là niềm vinh quang, là niềm tự hào vì những năm tháng oanh liệt, vì đất nước đã bình yên, chúng ta tất cả lại trở về tất cả các cuộc chiến tranh xây dựng gia đình, xây dựng cuộc sống của mình, những lần chăm ngôi thi đấu, nỗi nhớ và đồng đội, nỗi nhớ về chiến trường, tháng ngày người đại bị ra khổ và kêu gọi cả nước ta đang tập vận động xây dựng bộ cựu chiến binh sư đoàn 356. Thưa các vị, bộ cựu chiến binh sư đoàn 356 trên cơ sở tự nguyện, tự quản, liên kết, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình, xây dựng quê hương. Nhưng chúng ta chỉ trên cơ sở bốn câu: một, đó là không kỷ luật, việc gì trên cơ sở không kỷ luật, không tài chính, không nhiệm kỳ, và không có một câu hỏi. Có mấy ai muốn đảm nhiệm cái ban liên lạc của công này? Có mấy ai muốn đảm nhiệm? Hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn các vị. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng và cảm ơn ý kiến của đồng chí Đặng Việt Châu, Phó Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 toàn quốc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đồng chí Hoàng Đức Vượng, trưởng ban liên lạc mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Yên Bái lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể đồng đội, đồng chí đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên có mặt hôm nay. Kính thưa đại diện gia đình các liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu, hôm nay tôi rất vinh dự được Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái mời dự hội gặp mặt cán bộ chiến sĩ sư đoàn 356 cùng với sự có mặt của các vị đại biểu là các cựu chiến binh sư đoàn các tỉnh, các đơn vị đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho Ban Liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái xin gửi tới gia đình các liệt sĩ,
xin gửi tới các vị đại biểu, tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí, Ban Liên lạc Mặt cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 9 tháng 8 năm 2022 theo quyết định số 02/22 ngày 9 tháng 8 năm 2022 do Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm ký, và Ban Liên lạc đã tổ chức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2022. Hôm nay, trong cái không khí phấn khởi này, cho phép tôi được thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Vị Xuyên tỉnh Yên Bái và cá nhân xin tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên suốt 10 năm 1979-1989, và đặc biệt tỏ lòng biết ơn và mãi mãi ghi công gia đình các liệt sĩ, các đồng chí thương binh đã chiến đấu và hy sinh một phần máu thịt của mình tại Mặt trận Vị Xuyên để Vị Xuyên hôm nay vẫn còn nguyên vẹn và hình ảnh đất mẹ 1509 vẫn sừng sững cùng với sương mù bao phủ quanh năm. Biên cương của Tổ quốc chúng ta vẫn mãi được vẹn toàn. Xin được cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh của sư đoàn 356 là quốc đang dự hội nghị này. Thế vừa rồi chúng ta được nghe ý kiến của đồng chí Trung đại diện cho Ban Liên lạc của sư đoàn 356 toàn quốc. Các đồng chí thay mặt là Ban Liên lạc cựu chiến binh của sư đoàn công nhận là cái thành tích mà của sư đoàn trung a của Ban Liên lạc sư đoàn 356 Yên Bái đạt được trong thời gian vừa rồi. Các đồng chí biểu dương và chấp thuận những ý kiến đề đạt và trao đổi ý kiến hoạt động của các đồng chí ở các Ban Liên lạc cựu chiến binh của các đơn vị trong toàn quốc. Thay mặt cho ban tổ chức của Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 Yên Bái, chúng tôi xin cảm ơn, kính chúc sức khỏe của đồng chí Trung và đồng chí Châu luôn luôn được mạnh khỏe, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sau chiến tranh mà nhà nước đang giao cho các đồng chí đảm nhiệm, và chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình các đồng chí hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, nguyên chính trị viên đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 153, đại diện cho cán bộ chiến sĩ Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái lên phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ trọng thể này. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, xin được kính thưa đồng chí Đặng Nhật Châu, nguyên là chủ nhiệm chính trị sư đoàn 356, và xin được kính thưa đồng chí Hoàng Đình Năng là nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 316. Kính thưa đồng chí Nguyễn Viết Trung, trưởng ban liên lạc sư đoàn 356, và kính thưa các mẹ các chị đại diện cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu và các đồng đội yêu quý. Rất vinh dự cho cá nhân tôi được thay mặt các anh em của cựu chiến binh 356 trong sống trên địa bàn thành phố Yên Bái được thay lời cảm ơn các thủ trưởng và các đồng đội, các bạn đến chung vui trong cái ngày đặc biệt hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu
cùng toàn thể các thủ trưởng một năm mới luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho hội nghị chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các quý vị, có thể nói sư đoàn 356 chúng ta trong một cái thời gian trưởng thành rất là ngắn, 15 năm. Tôi thì về sư đoàn 356 thì tháng 2 năm 1983. Thế và thời gian ngắn thôi nhưng mà đã cũng tham gia đầy đủ các cái chiến trận của 356 cho đến năm 89. Thì khi sư đoàn giải tán thì tôi cũng về vườn và các đồng chí như vậy. Thế mà hình ảnh sư đoàn 356 chúng ta ấy, có được ngày hôm nay cũng là dấu ấn của 5 năm ở mặt trận Vị Xuyên. Các đồng chí hôm nay ngồi đây chúng ta đều là hình dung ra được cái ngày 12 tháng 7 là một trong những ngày, và cho đến bây giờ anh em chúng ta nói là ngày dỗ trận. Trung đoàn 153 thì báo cáo các đồng chí đã bước vào chiến dịch đầu tiên. Thì ngày 30 tháng 6 năm 84 đã bị pháo bắn rồi. Thế và cái tiểu đoàn 5 nó chết được hơn chục. Và đặc biệt hôm đó thì đồng chí Đồng Thế Chân là một đồng chí tham mưu phó của trung đoàn hy sinh. Rất đau đớn các đồng chí. Thế và các đồng chí biết là 12 tháng 7 cái trận đó ấy, thì đây là cái ngày của Bắc Châu lúc đó làm chính trị viên tiểu đoàn. Cũng phải nói hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau nói là biển máu gần 700 cán bộ chiến sĩ hy sinh cho nên đây có cái lại thì thấy đó là một cái mà rất là tham thương. Và hôm nay chúng ta tụ họp được ở đây thì đây là một cái vấn đề rất lớn đồng chí, và hôm nay các thủ trưởng nói rồi. Và đặc biệt hôm nay thì ở tại cái hội trường này báo cáo các đồng chí cái lớp chiến sĩ nhập ngũ 84, 85 các đồng chí về sư đoàn ấy, thì chính các đồng chí này là viết lên cái trang lịch sử này. Và hôm nay thì tôi thấy là cơ bản là chúng ta ngồi đây, thế mà có lẽ là linh thiêng cho 356 chúng ta thì ở trên cao các liệt sĩ luôn luôn theo dõi. Và để cho các đồng chí ta tổ chức được hôm nay tôi thì tôi bảo với đồng chí anh Kim ý, đúng là một đồng chí rất là nhỏ thó rồi nhưng mà nhiệt tình. Tôi hôm nay tôi điểm ra trong cái buổi gặp mặt này gần 300, khoảng 206, 207 đấy, tức là đại biểu ở các nơi về cả thân nhân về dự. Thế và có đến 50 là các mạnh thường quân, các anh em đồng đội ở các nơi các ban liên lạc ủng hộ thời gian vật chất để tổ chức cho ngày hôm nay. Thì tôi thấy đây là một điều rất là quý, và thực sự tiếng nói của 356 ở Yên Bái của chúng ta toàn quốc nói chung nhưng mà Yên Bái nói riêng đã tập hợp được từ đây. Và tối hôm qua thì cũng gặp các thủ trưởng và các anh ở đấy tổ chức ở trong một cái nhà hàng, ngồi anh em đàm đạo với nhau ăn cơm, một bữa cơm rất là ấm tình đồng đội. Và hôm nay gặp các đồng chí ở đây thì chúng tôi thấy đây là một cái điều rất là quý. Thì báo cáo các đồng chí thời gian cũng không dài, và được phép của ban tổ chức thì thay mặt cho anh em một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thủ trưởng và anh em đã đến dự. Và chúng ta cảm thấy đó là thì sau 40 năm Hà Giang thì bây giờ đã trở lại màu xanh, các em học sinh đã tung tăng tắp xanh các trường, cửa khẩu Thanh Thủy thì ngày càng đông vui, và con nhân dân Hà Giang ấy là rất phấn khởi rồi. Công lao đó thuộc về những người lính của sư đoàn 356 chúng ta và các đơn vị bạn, và chúng ta có quyền tự hào là chúng ta đã làm được việc đó. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng ý kiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, ngắn gọn và xúc tích, xin cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí. Về phần tặng quà cho các gia đình chính sách và các đồng chí thương binh bệnh binh trong sư đoàn 36 tỉnh Yên Bái, kính thưa quý vị đại biểu, ở khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống quý báu ngàn đời của người dân Việt Nam, khắc sâu trong tim những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, những đồng chí thương binh bệnh binh đã một
để một phần xương máu để bảo vệ từng đất đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong buổi gặp mặt trọng thể này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái dành tặng những phần quà nhỏ tri ân sâu sắc tới gia đình chính sách, các mẹ liệt sĩ, các chị làm vợ liệt sĩ và đại diện một số các đồng chí thương binh, bệnh binh trong Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái. Biên qua tháng ngày, lượn về trên núi đồi biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù dân đời ta thịnh hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái. Chương trình gặp mặt Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái kết thúc. Ban tổ chức xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sau đây kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ. Chào cờ, chào. Thank you.
toàn thể các